Trung thu an toàn trong đợt bùng phát COVID-19. Theo thông cáo báo chí của quận hạt Santa Clara vào ngày 1 tháng 10, một mùa trung thu nữa lại đến, nhưng Tết Trung thu năm nay có phần khác biệt vì mọi người đang trải qua mùa đại dịch vẫn chưa được ngăn chặn. Hãy tiếp tục cùng nhau giữ khoảng cách ít nhất là 6 feet, luôn rửa tay và ở nhà nhiều nhất có thể. Xa nhau là thương nhau. Hãy cùng nhau vui Tết Trung thu an toàn, đẩy lùi COVID-19. Hạt Santa Clara đã thành lập nhóm gắn kết sức khỏe cộng đồng và công ty CSBET để cùng hợp tác với các cộng tác viên trong cộng đồng gặp gỡ và hướng dẫn cư dân, các cơ sở thương mại cách thức phòng tránh COVID-19, nhất là các cộng đồng bị COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, nếu như được nhắc nhở và hỗ trợ nhưng vẫn không tuân theo, họ có thể sẽ bị phạt. Ngoài ra, nước Mỹ đang bước vào mùa cúm, thời tiết thay đổi sẽ khiến mọi người dễ bị bệnh hơn. Vì vậy, hạt Santa Clara đã mở địa điểm chích ngừa cúm miễn phí, không cần đặt hẹn, tại SCC Fairgrounds vào mỗi thứ Bảy hàng tuần. Đồng thời, cũng có nhiều địa điểm xét nghiệm khác được mở ra trong cộng đồng. Bên cạnh đó, quận hạt này cũng đưa ra thông tin về việc trường học được phép mở cửa trở lại.